Tiếp theo, một câu hỏi mà cô thấy rằng có rất nhiều bạn nhắn tin cho cô. Đấy là gì? Đấy là làm gì khi nản lòng? Làm gì khi nản lòng đây nhỉ? Cô thấy rằng là năm lớp 12 là một trong những năm học mà áp lực nhất. Và chắc hẳn là khi mà nhắc lại cái chuyện là nản lòng này thì các anh chị cộng tác viên 2K3 cũng chắc là cũng nhớ lại về mình của những tháng trước đây. Cũng có những lúc chúng ta cảm thấy nản chí chứ. Cũng có những lúc mà chúng ta cảm thấy gọi là sợ hãi chứ. Cũng có những lúc mà chúng ta cảm thấy hoài nghi bản thân mình chứ. Hôm nay này, cô cũng có nhận được tin nhắn của một bạn học sinh lớp cô 2K4 hỏi cô là trong quá trình ôn thi có khi nào mà cô cảm thấy nhụt chí không ạ? Và rất nhiều những cái câu hỏi khác. Thì cô cũng có chia sẻ với bạn đấy và cô cũng muốn chia sẻ chung với các bạn. Đấy là tất cả những cái nỗi lo của các bạn ấy nó đều rất là dễ hiểu, bởi vì chúng ta đều đang lo lắng như nhau. Thậm chí là cô là người trong cái quá trình ôn thi thì năm ngoái đến cái lúc mà các anh chị 2K3 sắp thi, cô cũng lo, cô lo lắm ấy. Thế nên là cái lo lắng đấy nó không không phải là một cái vấn đề quá lớn đâu các bạn ạ. Các bạn hãy coi nó là một điều bình thường thôi. Nhưng cái điều quan trọng là gì? Cái điều quan trọng đấy là chúng ta hãy biến cái nỗi lo lắng đấy thành động lực để chúng ta học tập tốt hơn. Chúng ta hãy nghĩ về cái lý do mình bắt đầu để mình cố gắng nhiều hơn nữa. Hãy nghĩ về cái mục tiêu mà mình đang phấn đấu để có thể thực sự mỉm cười nghĩ tới cái lúc mà mình đã đạt được cái điều đấy. Và cũng có một cái điều mà cô khẳng định với các bạn, đấy là gì? Đấy là những thứ mà đến quá dễ dàng ấy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ vụt đi rất là nhanh và các bạn sẽ không thực sự là trân quý được nó. Cái gì mà các bạn phải mất công, mất sức, các bạn phải đổ mồ hôi, các bạn phải thức khuya, các bạn phải mất rất nhiều thời gian, các bạn phải đánh đổi cả những cái sở thích cá nhân khác rồi các bạn mới đạt được ấy, thì lúc đấy các bạn sẽ thấy cái thành công đấy nó đáng tự hào vô cùng. Các anh chị 2K3 chắc chắn là cũng sắp được trải qua cái cảm giác đấy khi mà lúc đó khi mà các anh chị chính thức nhận được cái tin đỗ nguyện vọng mà mình mong muốn, đúng không? Có một cái điều mà cô cũng muốn khuyên các bạn và nó cũng sẽ phù hợp với các bạn khi mà các bạn cảm thấy là nản lòng ấy. Đấy là gì? Đấy là các bạn hãy cân bằng giữa học tập và giải trí cho cô. Các bạn đừng quá gọi là căng thẳng, bởi vì khi các bạn quá căng thẳng thì mọi thứ các bạn làm các bạn đều sẽ rất là bối rối. Chúng ta hãy cân bằng đi, ta vẫn phải có nghỉ ngơi, ta vẫn phải có giải trí, ta vẫn phải có chơi, ta vẫn phải có những cái giây phút được hoàn toàn thoải mái và thư giãn đầu óc, chứ đừng quá dồn dập. Cô nghĩ rằng là như thế cũng sẽ không hiệu quả các bạn nhé, cố gắng lên. Cũng có bạn hỏi về cái việc là muốn học văn nhưng mà bị lười. Thì cái lười này là cái mà cô nghĩ rằng là thầy cô chỉ là một phần tác động thôi, còn các bạn sẽ là cái yếu tố chính. Các bạn sẽ phải là người tự kỷ luật với bản thân mình. Bản thân cô luôn đặt ra một cái gọi là gì? Gọi là tự do trong khuôn khổ. Cô không bao giờ ép mình thái quá, nhưng cô không bao giờ để mình được tự do thái quá. Khi các bạn quá tự do, các bạn không làm được một cái gì hết. Khi các bạn quá ép mình thì mọi thứ các bạn làm chỉ là kết quả của sự căng thẳng. Thế nên hãy tự do trong khuôn khổ. Hãy đặt ra cho mình một cái gọi là lịch trình hàng ngày, đặt ra cho mình những cái kế hoạch hàng ngày, thế rồi đặt ra cho mình những cái mục tiêu thậm chí hàng ngày luôn, để mình cố gắng đạt được cái mục tiêu đấy, để mình cảm thấy tin tưởng hơn vào bản thân mình, để mình thấy rằng là mình có thể làm được, đúng không nào? Mình kỷ luật với bản thân như vậy đi và cho bản thân mình những cái giây phút nghỉ ngơi đi, thì cô tin rằng là tự do trong khuôn khổ sẽ là một cái sự lựa chọn phù hợp nhất để tất cả chúng ta đều tìm thấy một cái sự thoải mái nhất trong cái quá trình chúng ta cùng nhau chinh phục một trong những mục tiêu rất lớn của cuộc đời mình, đúng không nào? Bạn Huyền Trang có chia sẻ: "Em không biết làm sao, đối với mọi người áp lực tạo ra động lực, nhưng với em, áp lực khiến em uể oải, không có tinh thần làm gì, thậm chí là bỏ dở công việc ở đó, bị trì hoãn một thời gian vô cùng lãng phí, em không biết khắc phục như thế nào." Thực sự thì đúng là về mặt lý thuyết mà nói thì chúng ta sẽ có thể làm cái này làm cái kia, đúng không? Nhưng mà trong tùy từng câu chuyện cụ thể của mỗi bạn ấy, thì sẽ có rất là nhiều những cái vấn đề nho nhỏ khác nhau mà cô nghĩ rằng là mình sẽ là người rõ nhất là mình cần phải làm gì. Cô nghĩ là nếu như mà lúc này đây Huyền Trang vẫn cảm thấy rằng là những cái áp lực đấy nó rất là lớn và nó làm cho mình cảm thấy bị uể oải ấy, thì em hãy thả lỏng đầu óc thực sự và em hãy cho mình một cái khoảng thời gian nghỉ ngơi thực sự ấy. Nghỉ ngơi thực sự có nghĩa là gì? Có nghĩa là em dành cho bản thân, em làm những việc mà mình thích, em cho mình được phép buông lỏng, được phép thả lỏng để mình có thể cân bằng lại được những cái cảm xúc của mình. Và em sẽ đối thoại với chính mình trong cái giai đoạn đó. Em tự hỏi mình đấy là cái sự nỗ lực của mình là vì điều gì? Mình đang cố gắng vì điều gì? Nếu như mà sự cố gắng này nó đạt được thành quả thì tương lai chờ đợi mình là như thế nào? Cô luôn luôn nghĩ thứ nhất là về động lực lúc mình bắt đầu, và thứ hai là viễn cảnh tương lai khi mình thành công.
Hai cái điều đấy là hai điều mà cô nghĩ tới nhiều nhất những lúc mà cô cảm thấy quá áp lực. Bởi vì hai điều này là hai điều mà nó sẽ nhắc nhở cô rằng là mình không được phép bỏ cuộc và mình cần phải cố gắng hơn nữa. Mình đang đi đúng hướng rồi, mình phải nỗ lực hơn nữa. Và nhiều khi ấy, nếu như mà các bạn thấy rằng là tự nghĩ tới bản thân mình không tìm được động lực, thì các bạn có thể nghĩ tới những người thân yêu của mình. Các bạn có thể nghĩ tới bố mẹ. Ví dụ như với cá nhân cô thì ba mẹ luôn luôn là nguồn động lực rất lớn. Vào những lúc mà cô cảm thấy là chẳng hiểu mình đang cố gắng vì điều gì, thì cô sẽ nghĩ đến ba mẹ. Và lúc đấy cô sẽ gật đầu tự nhủ với bản thân mình rằng à, mình cố gắng đâu phải chỉ do cho riêng mình đâu. Mình cố gắng là vì ba mẹ. Mình cố gắng là vì ba mẹ đã rất thương mình. Mình cố gắng là vì ba mẹ luôn luôn mong mình thành công và hạnh phúc. Mình cố gắng là vì ba mẹ đã nỗ lực vì mình rất là nhiều. Và sự nỗ lực của ba mẹ thì không gì có thể đo đếm được, không gì có thể đong đếm được. Cô cảm giác là cái áp lực của mình ngày hôm nay nó chẳng đáng gì so với áp lực mà ba mẹ đã trải qua. Nghĩ như vậy và cô lại cố gắng nhiều hơn nữa. Và cô mong là các bạn cũng có thể tìm kiếm những nguồn động lực như thế nhé.